Hôm nay chúng ta học bài số 17 ha. Hoa lúa cưng chinh trình hóa duyên. Bài này là nói về một chàng trai tên là Hoa lúa cưng đi vào trong trường đại học Thanh Hoa làm trợ lý, rồi sau đó là trở thành trợ giảng, rồi được đào tạo, sau đó được trở thành giáo sư. Mà trong khi đó là đường học vấn, học năm 14 tuổi là học xong cấp 2, là bắt đầu là bỏ học rồi, rồi làm nhân viên kế toán cho một cái cửa hàng nhỏ của người cha đó. Nên là bài này nói về Hoa lúa cưng là một thiên tài về toán học của Trung Quốc. Bài này rất là hay ha. Rồi chúng ta sẽ học bài này. Bây giờ các em hãy cùng đọc từ mới nha. Từ mới, mời các em đọc theo này. Từ số 1, Phu Tử Sư Xuế Quản Trang Khoai Chi Yuan Xoan Phán Sang Hán Bình Vô Chóng Chính Quản Thủy Than Hoan Chống Chữ Quải Trang Su Xuế Quy Chi Phân Xoan Luân Vấn Chi Xoan Khan Phả Bên Chí Bù Bên Chí Phá biểu Phân Khan u Tan rân Si Chủ rân Bú chinh Chinh ya Tả thinh Ai trái Rú của tờ hoa Chu lì yuán Chủ Khoa Phụ trợ Sâu pha Xin chèn Tả chữ Bảo quản Tư liệu Hoàn chỉnh Trang sử Toàn bộ Tài hoa Sân hậu Phô cớ Thí Bá Chú Giáo Giảng Sư Sân Giáo Chư Sư Giê Tăng Tài Ta Sư Danh từ riêng Chuan Mình Hoa Lúa Cưng Trinh Hóa Ta Xuế Trinh Hóa Yuán Trinh Hóa Yuán là Trinh Hóa Ta Xuế đấy Giang Su Sơn Chin Thán Xen Sống Giao Sâu Giang Chào Ta Xuế Xí Nán Liên Hợp Ta Xuế Giải thích thầy giải thích khoa từ mới nha. Rồi đầu tiên giải thích phần danh từ riêng là Hoa Lúa Cưng là tên người ha, là tên là Hoa La Canh. Nghe cái tên Hoa La Canh này là chắc là
không phải là dân tộc Hán rồi, một cái dân tộc gì đó thiểu số hay là dân tộc gì đó của bên Trung Quốc không biết. Trinh Hóa Ta, Trinh Hóa Viện tức là Trinh Hóa Ta Xuế ha, Thanh Hoa Viên là tên của một trường đại học. Giang Su Sừng, tỉnh Giang Tô, chữ Sừng là tỉnh, Giang Su là Giang Tô, họ 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 Giang đấy, Tô cũng là họ luôn, hai chữ này đều là họ, họ Giang cũng là họ này. Còn chữ Giang này nó còn nghĩa là con sông nữa ha, Trường Giang, sông Trường Giang, Trảng Giang. Chinh Thản Sen, cái chữ Sen này là huyện ha, mình dịch ngược lại, huyện Kim Đàn. Sủng Treo Sổ, giáo sư Hùng. Mọi người lưu ý là từ treo sâu là giáo sư, tiếng Hán Việt là giáo thọ, giáo thọ à. Tiếng Việt mình dịch là gì? Giáo thọ là giáo sư đó, treo sư. Còn tiến sĩ á, là thấp hơn thì mình đọc là bố, bố sư, bố sư. Các em đánh phi năm hai chữ bố sư nó sẽ ra. Còn thấp hơn nữa là thạc sĩ là gì? Xua sư à. À, từ số 6 là Chen Chiao Ta Xuế. Chen Chiao là từ Cambridge. Cái từ Cambridge, cái từ bridge là cây cầu. Bridge là cây cầu. Cho nên nó tiếng Hoa dịch là chéo, chéo cũng là cây cầu ha. Còn chữ Cam này là dịch là chen, không có không hiểu. Đây là dịch âm dịch nghĩa nha. Từ chen là cây kiếm á, kiếm kiều. Số 7 là trường đại học Liên Hợp Tây Nam. Rồi mình giải thích cái trang 34 trước, 34, 35, lát nữa mình sẽ lật lại trang bên kia. Từ số 16 là luân vấn là luận văn. Cái chữ luận này tức là từ lý luận đó. Mình học cấp 2 thì đã là học là bắt đầu học về luận văn rồi đúng không? Hình như là lớp 8 gì đó bắt đầu học luận văn đó. Phân tích chứng minh ha. Còn bây giờ chắc là học sớm hơn nữa quá. Chi soan là tính toán, tính toán. Khan phả dịch là cách nhìn nhận ha. Cách nhìn nhận gọi là khan phả, của ta khan phả, nì ta khan phả. Biên chí là biên tập, biên chí bộ dịch là ban biên tập. Biên xỉ là biên soạn, viết là biên. Từ chí này là chữ logic á, là chữ gì, là chữ này ha, chí. Phát biểu, từ phát biểu này nghĩa thứ nhất là phát biểu, nghĩa thứ hai là đăng bài trên báo, gọi là đăng bài trên mặt báo á, gọi là phát biểu luôn. Phân, chữ phân này là người ta dịch là cuốn, tức là ý là theo như cái bài đăng á, là đăng một phần từng phần đăng bao nhiêu bài á, thì nó gọi là tiếng Việt gì là cuốn thôi, nhưng mà là gì là phần cũng đúng ha. Khan u, khan u là tập san tức là tờ báo đó. Tan rân là đảm nhiệm, đảm nhận ha, đảm nhiệm. Từ rân này là từ trách nhiệm, chở rân từ rân à. Tan là gánh vác trách nhiệm, đảm nhiệm. Tan rân, vô bố cảnh tan rân à. Si là từ khoa, trung vấn si, khoa trung văn. Chủ rân là chủ nhiệm ha, chủ nhiệm của một khoa, một lớp, một trường. Pú chinh, cái từ chinh này là thanh bốn, nên mình đã là pú chinh, là pú chinh này là bất giác, không nhịn được. Cái từ chinh này nghĩa là gì? Là cấm, cấm, cấm là làm cái gì đó ha, động từ cấm á, nghiêm cấm á, là từ chinh ha. Nhưng mà từ pú chinh này không có liên quan gì đến cấm cả, nó là một phó từ, thì dịch là không nhịn được, không kìm nén được à, bất chợt, bất giác. Rồi từ số 27 là chinh gia là kinh ngạc à, từ kinh tức là sợ à, thì ở đây là kinh ngạc, tức là rất là ngạc nhiên đó. Tả thính này là thăm dò hỏi thăm dò thông tin đó, gọi là của truy tả thính ý xa, tôi đi thăm dò dò hỏi đó. Ai trái, từ trái này là tài năng.
ai trái tức là mến mộ tài năng. Còn nếu mà chữ trái mà từ là tiền bạc là chén trái là có bổ bối. Nếu mà ai trái mà chữ trái có bổ bối á, là yêu tiền ha, yêu tiền tài đó, là mê tài đó. Còn đây là chữ tài này là nhân tài. Rú của tờ hoa nếu như chu lì yuán là nhân viên trợ lý ha, chu lì là trợ lý. Chủ, cái từ chủ này là chống, chống ở đây tức là chúng ta là dùng cây là mình cầm đó, mình chống để mình đi thì gọi là chủ, hoặc là cái người chống nạng á, là lấy cái nạng là chống ở ngay nách á, kẹp lại mình chống mình đi thì nó cũng gọi là chủ ha. Chủ chớ quải trang là chống lấy cái nạng. Khoa, cái từ khoa này là bước, là mình dùng bước chân, tức là mình sẽ nhấc bước lên rồi mình bước lên phía trước một bước thì nó gọi là khoa. Khoa chinh trị là bước vào. Ở đây là cái từ bước này người ta cũng hay hình dung là bước vào trường đại học, bước vào trường học người ta cũng, hay là bước vào một cái ngành nghề gì đó người ta cũng dùng cái chữ khoa này được. Vì vậy nó có bộ trúc ha, bộ túc, túc là chân đó. Phu trở là phụ trách, có trách nhiệm. Sâu pha, sâu là thu nhận, pha là phát ra, phát đi. Vì vậy là sâu pha là thu phát, tức là ai gửi tới mình nhận, ai cần thì mình gửi đi, gọi là sâu pha. Sâu pha xin chen là thu nhận thư tín. Xin chen là văn kiện, thư tín, thư từ á. Tả chữ là đánh chữ, tức là ai cần văn bản mình đánh chữ ha. Bảo quản là bảo quản, bảo quản giữ gìn đó, bảo quản. Cái từ bảo tức là bảo, là bảo hộ giữ gìn, bảo hộ chữ bảo ha, giữ gìn đó. Quản tức là quản lý, nên là bảo quản là dùng hai chữ ghép này, là hai từ này ghép lại. Tư liệu là tư liệu, tài liệu, gọi là tư liệu, tức là những cái giấy tờ sổ sách liên quan đến thông tin giấy tờ sổ sách thì người ta gọi chung chung đó là tài liệu, là tư liệu. Hoàn chỉnh là hoàn cảnh môi trường ha, có khi thì mình dịch là hoàn cảnh hay mình dịch là môi trường, tùy theo ngữ cảnh dịch. Tráng su, từ tráng này là cất giấu, su cất giấu, cất giữ, su là sách, vậy là tráng su tức là sách vở được cất giữ trong tủ, trong kho, trong gì đó, trong thư viện, vân vân. Chuyển bộ, toàn bộ, toàn bộ. Trái hóa là tài hoa tức là tài năng á. Sân tức là sâu là đổ sâu, hâu là độ dày. Hai từ này ghép lại tức là sân hâu, tức là có một cái bề dày. Một cái bề dày về một cái lĩnh vực nào đó người ta gọi là sân hâu. Ví dụ cái người luyện công phu là nó gọi là nội công thâm hậu ha. Là cái người có cái bề dày về luyện tập công phu rất kinh khủng, là nội công thâm hậu, phải không? Sân hâu. Phô cửa là từ phá cách, phá lệ, phô ly vậy đó ha. Thí bá là đề bạt, cất nhắc. Đề bạt một ai đó mình gọi là thí bá. Chu treo là trợ giảng, tức là cái người mà làm trợ lý cho một giáo viên người ta gọi là trợ giảng đó. Chu treo là trợ giáo ha. Từ treo tức là từ giáo là dạy học đó. Trợ là trợ giúp. Giảng sư là từ giảng sư. Giảng sư tức là giảng viên. Giảng viên là cái người giảng chính đó, gọi là giảng sư. Sân trào là học chuyên sâu, đào tạo chuyên sâu, gọi là sân trào. Chư sư là tri thức, chia là giới, vậy là giới tri thức. Tang tai là đương đại, đương thời, thời bây giờ. Ta sư là bậc thầy, đại sư, bậc thầy. Rồi chúng ta chuẩn bị chuyển sang học bài văn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc bài văn.
Thầy sẽ dạy các em đọc một lần và sau đó là thầy sẽ đọc lại một lần và lần thứ hai thầy đọc lại là nó sẽ nhanh, là các em sẽ học cách đọc làm sao lưu loát, nhanh, trôi chảy nha. Và còn cái phần phân tích ngữ pháp thầy cũng cũng gạch ngữ pháp là không giống như tập 1 nữa, tức là các em mà học kỹ tập 1 thì sang tập 2 này từ bài số 16 trở đi thì cái ngữ pháp nó quen thuộc rồi, thầy chỉ thể hiện bằng dấu chấm thôi, là để cho các em dễ dễ nhận dạng thôi nha. Rồi bây giờ các em mời các em đọc theo từng câu một, và câu cũng sẽ đọc dài, tương đối dài ha, chứ cũng không có đọc là vài ba chữ giống như là tập 1 như vậy nữa. Rồi mời các em đọc theo. Hoa lúa cân sư Giang Su Sơn Chinh Thản Xen Rỡn. Phu Chinh Trai Phu Chinh Trai Xen Lì Khai Lờ Cơ Xào Phu Tử. Tôi đọc lại câu này nha. Phu Tử Trai Xen Lì Khai Lờ Cơ Xào Phu Tử. Tha Sử Sư Xoay Nên Hoàn Chu Trung Chiêu Sư Xuế Lợ. Bang Chu Phu Chinh Trai Phu Tử Lì Quản Trang. Y Chiều Ơ Ba Nhiến Hoa Lúa Cân Trai Chinh Thán Trung Xuế Tàng Lợ Khoai Chi Yuen. Tha Tờ Xoan Phán Tả Tơ Hẳn Hảo. Khở Sư Chiêu Trai Chơ Y Nhiến Tha Tờ Lợ Sang Hán Bình Ngô Choáng 5个多月 尽管活下来了，但左腿瘫痪了，从此以后一直离不开拐杖。 有一天, 他从一位数学老师的家里接到一本微积分，就经常拿笔在纸上算数学题。 在一次算题时，他发现一位数学家的论文在计算方法上有错误，于是。 他把自己的计算结果和看法写成文章，寄到《上海科学杂志》编辑部。《上海杂志社》。 接到花罗庚的论文后，
觉得有道理。就在1930年发表了。这是华罗庚的第一篇数学论文。科学杂志在当时是一份有影响的刊物。正在清华大学担任数学系主任的熊教授看到这篇论文，câu này dài, chúng ta đọc lại nha. 正在清华大学担任教学系主任的熊教授看到这篇论文。不禁惊讶地问，我怎么没听说过有个叫花罗庚的？他是哪个大学的教授？周围的人也都说不认识。这时，清华大学有位数学教员听说熊教授打听华罗庚，câu này dài chúng ta đọc lại lần nhé. 清华大学有位数学教员听说熊教授打听花罗庚，便跑来告诉熊教授说，我弟弟的同学认识一个叫花罗庚的。不过他不是什么教授。而是金坛中学的会计员。熊教授十分爱财，忙对这位教师说，如果真是他的话，那就请你写封信问问他愿意不愿意来清华大学当助理员。花罗庚接到信后，非常高兴，立刻写了回信，表示愿意到清华大学工作。就这样，花罗庚拄拄拐杖跨进了清华园的大门。
Hoa Lúa Cưng tại Tsinh Hoa Đa Xuế Su Xuế Si đang sang lợ chú lý yuán. Rư chẳng công chô sư phú trở sâu phá xin chèn. Đả chứ bảo quản thú sư tư liệu đẳng. Ta sĩ hoan Tsinh Hoa Đa Xuế tờ xuế xí hoàn chinh hứa phân phụ tờ chẳng sụ. Chỉ dùng lờ y nền tờ sử dàn. Chú bà Đa Xuế Xu Xuế Xí tờ chuyển bú khờ chẳng xuế hoàn lờ. Yếu ý Hoa Lúa Cưng tờ tài hóa hờ sân hậu tờ xu xuế chư sư. Tsinh Hoa Đa Xuế tờ lĩnh đạo phô gỡ thí bá tha đang lờ chú chào. Hẳn khoai yêu sinh với giảng sư. Chỉ nền hô, ta bay sông đào yên của Giang Chào Đa Xuế sân chào. Y chiều san ba nền hồi của. Chẳng với Xí Nán Liên Hợp Đa Xuế tờ giáo sâu. Nà sử, ta chỉ yếu 28 岁. Tại chứ, đáng sử, Trung Quốc chư sư chế sư hẳn sào chén tờ. Ta đọc lại câu này. Chờ trai tăng sứ Trung Quốc chư sư chế sư hẳn sào chén tờ. Chống chữ. Ta gâng gia khờ khủ xuế xí. Nụ lý thán sổ. Trung ý chẳng với đang đai của nơi ngoài chế chủ đờ xu xuế đa sư. Thầy đọc lại nha. Các em dò theo và sau đó là sau khi đọc theo thầy đọc chấm chấm từng câu rồi á thì các em sẽ học cách đọc lưu loát rồi sau đó đọc theo cái cách mà đọc nhanh nha để đọc lưu loát bài. Nào. Bắt đầu. Đi 17 khờ Hoa Lúa Cưng Chinh Tsinh Hoa Yuán. Hoa Lúa Cưng sư Giang Su Sơn Chinh Thán Xen Rấn. 父亲在县里开了个小铺子，他14岁念完初中就是学了，帮助父亲在铺子里管账。1928年，花罗庚在金坛中学当了 会计员，他的算盘打得很好。可是就在这一年，他得了伤寒病，卧床5个多月。
尽管活了，尽管活下来了，单左腿瘫痪了。从此以后，一直离不开拐杖。一天，他从一位数学老师的家里接到一本微积分。 就经常拿笔在纸上算数学题。在一次算题时，他发现一位数学家的论文。 在计算方法上有错误，于是他把自己的计算结果和看法写成文章，寄到上海科学杂志编辑部。上海杂志接。 上海杂志社接到花罗庚的论文后，觉得有道理，就在1930年发表了。这是花罗庚的第一篇数学论文。 科学杂志在当时是一份有影响的刊物。正在清华大学担任数学系主任的熊教授看到这篇论文，不禁惊讶地问。 我怎么没听说过有个叫花罗庚的？他是哪个大学的教授？周围的人也都说不认识。这时，清华大学有位数学。 教员听说熊教授打听华罗庚，便跑来告诉熊教授说：“我弟弟的同学认识一个叫华罗庚的，不过他不是什么教授，而是金坛中学的。” 会计员，熊教授十分爱才，忙对这位教师说：“如果真是他的话，那就请你写封信，问问他愿意不愿意来清华大学当助理员。” 李元，花罗庚接到信后，非常高兴，立刻写了回信，表示愿意到清华大学工作。就这样，花罗庚拄着拐杖跨进了。 清华园的大门，花罗庚在清华大学数学系当上了助理员。日常工作是负责收发信件、打字、保管图书资料等。 他喜欢。
清华大学的学习环境和丰富的藏书。只用了一年的时间，就把大学数学系的全部课程学完了。由于花罗庚的才华和深厚的教学知识，清华大学的领导颇格提拔他当了助教，很快又升为讲师。几年后，他被送到英国剑桥大学深造。1938年回国，成为西南联合大学的教授。那时他只有28岁，这在当时中国知识界是很少见的。从此他更加刻苦学习，努力探索，终于成为当代国内外杰出的教学大师。Rồi các em sẽ phải đọc lưu loát hết bài này rồi. Thầy bây giờ là không cần các em học thuộc lòng, chỉ cần các em đọc lưu loát giống như thầy như vậy rồi nộp vào bình luận nhóm nha. Rồi bây giờ chúng ta phiên dịch nha. Các em đã dịch bài rồi, thì bây giờ là xem cái cách mà thầy hướng dẫn dịch nữa. Rồi xem coi mình dịch đúng hay là sai nha. Để rút kinh nghiệm dịch bài. Thầy tin rằng là các em đã dịch tốt rồi, học hết cả quyển 1 rồi. Rồi, Hoa La Canh bước vào Thanh Hoa Viên. Hoa La Canh sinh năm 1910, mất năm 1985. Là, các em thấy là động từ là cái gì? Người, phía đằng sau chữ rảnh á. Là người ở đâu? 9 giờ là địa chỉ này. Người ở đâu? Người ở huyện Kim Đàn, tỉnh Giang Tô. Dịch ngược lại vậy ha. Phu chinh trai xen lì, khai là cái xẻo phu chữ. Các em thấy là người cha là nó có chữ trai, tức là có giới từ, và sẽ có trạng ngữ là ở trong huyện, tức là trạng ngữ rồi. Chẳng chỉ nơi trốn, và động từ là khai lợ. Tức là vậy mình sẽ dịch là người cha mở một cái cửa hàng nhỏ ở trong huyện. Dịch ngược lại như vậy nha. Năm ông ta 14 tuổi. Tại vì là chết rồi mình dịch là ông. Năm ông ta 14 tuổi. Nen hoãn, cái từ nen hoãn là học xong nha. Chữ nen su là học á. Học xong trung học, chu trung tức là trung học đây tức là cấp 2 thôi, trung học cơ sở thôi đó. Chiêu sư xuế là thì thất học rồi. Phu bang chu phu chin trai phu tử lì quản trang. Quản trang có nghĩa là gì? Trông coi sổ sách, quản lý sổ sách gọi là quản trang ha. Quản lý sổ sách á. Trông coi sổ sách, quản lý sổ sách. Giúp đỡ cha trông coi sổ sách ở cửa hàng. Cửa hàng. Ta cũng vậy, trai phu trợ lì là trạng ngữ, quản trang động từ. Năm 1928, Hoa La Canh, ta thấy là cũng có chữ trai và có chữ tang. Vậy như vậy là làm cái gì đó ở đâu đó, cho nên chữ trai này là giới từ, phía sau giới từ trai là từ chỉ nơi chốn, đó là chinh thản, chinh thản trung xuế, trung học Kim Đàn. Hoa La Canh làm nhân viên kế toán ở trường trung học Kim Đàn. Dịch ngược lại vậy. Tha tờ xoan phản tả tờ hẳn hào. Cái bản tính của anh ta đánh khá là tốt. Các em ở đây có thể là có nhiều người không biết cái bản tính là gì. Mình hình dung cái bản tính nó làm sao nhỉ? Cái bàn tính thì nó là dạng một cái khay, nó giống như hình, nó là hình chữ nhật.
Xong rồi là chính giữa có một cái cột chia chia thành 2 phần 3. Rồi là nó có những cái con bánh xe nhỏ nhỏ tròn tròn á, là được dùng để là công cụ dùng để tính toán á, là rất là nhiều hàng. Nó cũng có hàng là đơn vị, là hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, trăm nghìn, là như vậy. Xong rồi là tính cộng trừ nhân chia, là mình cứ đá qua đá lại những cái bánh xe đó, xong rồi lát nữa rồi á, là nó sẽ thành cái con số là bao nhiêu. Thì ngày xưa chưa có máy tính cho nên là người ta dùng cái cách tính 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 bằng cái bàn bàn tính này nè. Các em không biết bàn tính là cái gì thì lên trên mạng đánh chữ là xoan phản sư sẩn mơ ha, đánh chữ hoa xoan phản sư sẩn mơ, hoặc tiếng Việt ghi là bàn tính là cái gì, là các em sẽ có câu trả lời. Và bây giờ ở Nhật Bản nó có cái môn tính toán dạy cho trẻ em học về tính toán rất là nhanh, tức là làm dài mười mấy chữ số luôn mà nhân với lại là vài con số lớn. Thế mà máy tính tính không ra thì cậu này là chỉ bằng cái tay, là cái tay nó cứ quẹt 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 quẹt, cái tay phải á, nó cứ đánh đánh quẹt 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 quẹt, rồi sau đó là kết quả nhẩm nhẩm ra kết quả. Đó chính là cách tính của họ, tính bằng bàn phím. Cái bàn tính này đấy là công nghệ là tính từ cái chỗ bàn tính mà ra, nhưng mà họ là thuộc rồi thì không cần xài bàn tính nữa, chỉ cần nó là thuộc cái vị trí 1 2 3 4 5 6 7 8 là đơn vị phần trăm, thuộc cái vị trí của bàn tính đó, là sau đó là cái tay mình chỉ cần quẹt 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 như vậy thôi là họ đã biết được con số bao nhiêu. Rất hay ha. Mà bây giờ chúng ta không có xài cái đó nữa, hầu như là chỉ gọi Nhật Bản là có cái môn học đó thôi. Nhưng cũng là vào cái năm đó, tha tở là sang hàn bình, ông ta bị bệnh, bị căn bệnh thương hàn, một cái căn bệnh thương hàn, là thương hàn nó là bị sốt á, sốt rét. Một cái lúc căn bệnh là thương hàn, đây là một cái dạng cảm cảm cúm kinh khủng lắm, sốt sốt liền 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 liền, sốt nhiều ngày mà không khỏi, sốt cao quá, cái thành ra là bị liệt người. Nhớ nha, sốt cao quá, cái thần kinh của con người mình á, nó sẽ bị liệt, thường là khoảng chừng 41 độ, là 41 42 á, là bắt đầu là dấu hiệu bị liệt, liệt dây thần kinh á. Thì liệt dây thần kinh là mình tay chân nó sẽ không còn bình thường nữa, nên nó cũng nguy hiểm lắm. Nhớ ai mà bị sốt thì cứ cứ kiếm vườn chỗ nào có mấy con giun đất á, địa long á, bắt con giun đất lên rửa sạch, bắt khoảng chừng sốt thì mình con to bằng cây bút thì chừng con hai con, nhỏ hơn cây bút thì ba con năm con, rửa sạch xong cho vào cái chén, cho cái ly cao cao ấy xíu, để đó khoảng chừng 30 phút 40 phút á, để cho là cũng không cần ngâm nước, để cho hoặc thêm ít nước cũng được, để cho nó là nó xử lý những cái vi khuẩn ở trong ruột nó. Đất, khi mà con giun nó ăn đất, ăn dinh dưỡng, ăn những cái lá cây phân hủy, rau củ quả phân hủy, là nó sẽ có vi khuẩn. Khi mà nó ăn vào trong ruột tầm khoảng sau 30 phút là tất cả những cái vi khuẩn đó là đều đều bị cái một cái chất ở trong hệ đường ruột của nó đó tiết ra, là tiêu diệt hết vi khuẩn đó. Thế nên là sau sau khi mà nó không ăn 30 sau khi không được ăn uống gì 30 phút thì vi khuẩn ở trong ruột nó là sẽ bị xử lý hết. Nó giống như trong ruột của chúng ta, mình ăn bất cứ thứ gì vô là axit chlorhydrate, tức là cái HCl axit dạ dày sẽ tiết ra, và nó sẽ tiêu hóa hết tất cả những loại thịt mà chúng ta ăn, những loại rau củ quả chúng ta ăn, phải không, đưa vào tiêu diệt hết. Thì con giun đất đó là cũng vậy, nó sẽ tiêu hóa, nó có cái chất để tiêu hóa hết, là diệt hết tất cả virus. Cho nên là trong cái ruột của con đó, nếu mà sau 30 ba 40 phút không ăn gì thì tất cả những cái đất đó là trong ruột nó được xử lý hết rồi, nên yên tâm không còn con vi trùng nào trong nó sống sót được hết. Nên là sau để khoảng 30 40 phút sau rồi mình rửa lại một lần nước nữa, rồi sau đó là bỏ vô tủ ngăn đá đó, là chừng 30 phút nữa là nó sẽ bị chết lâm sàng, đóng băng á, tức là chưa đóng băng. Rồi lấy ra mình là thêm bỏ bỏ nước vô, mình có thể uống bình thường nha. Uống xong là tầm tiếng xong là hồi sau là hạ sốt, kể cả là sốt Covid luôn. Nhưng mà có cái là nhiều người không hiểu cái vị thuốc này cho nên là họ bài bác, báo chí tùm lum bài bác. Nhưng mà thực chất là con địa long này chính là một vị thuốc, nó chính là một một loại thuốc trong cái thuốc đông y là trị Covid của Trung Quốc và của cả Việt Nam luôn. Báo chí không biết nên người ta ghi tầm bậy thôi.
cho nên là đăng hoài, đâu có bao nhiêu người bị phạt đâu. Cái người không hiểu biết nên là bắt lên bị phạt thôi. Nên mọi người ai bị cứ yên tâm dùng, dùng khỏe khoắn, không bị sao hết nha. Tuyệt đối là dùng là an toàn, hạ sốt nhanh, và người nào bị sốt, bị nhiễm Covid uống nó là tầm khoảng chừng thời gian là chừng 2 ngày là cắt cơn sốt, là tầm ngày thứ 6, là ngày thứ 6, ngày thứ 7 test lại là âm tính hết rồi. Rất nhiều người dùng rồi, đó không phải là chỉ có một mình thầy nói đâu. Rồi ta dịch tiếp nha. Nên là cái người này là bị cảm thương hàn, cho nên là gì? Wo chuang wu ge duo yue, là nằm liệt giường hơn 5 tháng. Đó. Rất là kinh khủng ha. Thầy cũng có một người bạn là bị sốt. Bạn nữ á, là sốt hồi còn nhỏ, là bị sốt sốt cái xong rồi là cái chân nó bị ảnh hưởng cái dây thần kinh của chân, nên là một bên chân cũng không nhớ là chân trái chân phải, là bị chân cao chân thấp đi cả nhắc. Mà ngày xưa thầy cũng sốt gần đến 42 độ mà hên không bị gì hết, cũng cũng còn chút xíu phước ha, may mắn. Sốt đến nỗi là thở hổn hển, thở không được luôn á. Tức là cái lúc mà mang đi trạm y tế mà đo nhiệt độ là 42 độ rồi, bác sĩ không dám chích thuốc hạ sốt, không dám cho tiêm bất kỳ thuốc gì, tại vì sốt như vậy là tiêm vô là sốc chết ngay. Rất là kinh khủng. À, chính quan hổ hổ xa lại là cái chính quan là dù cho hổ xa lại là sống sống được ha, sống được. Tức là tiếp tục sống, dù cho tiếp tục sống mình gì là dù cho sống tiếp được. À, nhưng mà chân trái đã bị liệt, than hoan. Ta có hai chữ than hoan là bị liệt nha. Than hoan là bị liệt, liệt tay, liệt chân, liệt người, liệt bộ phận cơ thể nào là đều gọi là than hoan, là cái hệ thần kinh nó không bình thường, nó bị liệt rồi, gọi là than hoan. Các em thấy chữ than á, là nó có chữ nạn ở bên trong, là bị liệt rồi thì sao? Rất khó khăn sử dụng tay chân ha. Cho nên nó có chữ nạn. Và nó có cái bộ nặng ở trên. Chữ than á, có bộ nặng ở trên. Thì là bệnh tật thì nó có chữ bộ nặng. Và chữ hoan không phải ha. Từ đó về sau, chống sự ý hậu là từ đó về sau. Y chữ lý bu khai quải trang, suốt thời gian qua đều không rời khỏi cái nạn. Nạn, cái nạn là cái để mình chống chống đi đó. Có một hôm là ta có đây cái chữ chủng là giới từ, rồi là chia tao là động từ. Như vậy là ta sẽ dịch động từ trước, quay lại dịch giới từ sau nha. Vậy ta sẽ dịch là ông ta mượn được một quyển gì, một quyển tích phân. Cái từ quay chi phân là tích phân. Ai mà học học cấp 3 thì có giải tích phân rồi, phải không? Sách về tích phân ha. Rồi là sẽ hiểu. Mở được một quyển tích phân. Từ, bắt đầu quay lại từ, sống ha. Từ đâu? Từ trong nhà của một giáo viên dạy toán. Su xuế lão sư là giáo viên dạy toán. Cha lì, trong nhà. Mượn được một quyển sách tích phân từ trong nhà của một giáo viên dạy toán. Chiều, chinh chẳng nả bỉ. Trai chữ sang xoan su xuế thí, cái từ xoan su xuế thí là giải đề toán ha. Su xuế là môn toán, thí là đề toán. Liền thường xuyên cầm bút lên và giải đề toán ở trên giấy. Trai ý chữ xoan thí sử, trong một lần giải đề ông ta phát hiện. À, ta thấy là động từ là pha xen, phát hiện cái gì? Phía đằng sau có chữ tờ luân quẩn, tức là ông ta phát hiện luận văn của một nhà toán học. À, su xuế cha là nhà toán học, luận văn của một nhà toán học trong quá cái trai xoan chi xoan phang phả sang. Chi xoan phang phả sang là trong cái cách tính toán, cái phương pháp tính toán, là cái cách tính toán có bị sai, dầu chua u là có lỗi, có bị sai. Thế là ông ta, câu này câu chữ bà, và tân ngữ là chỉ của, biết đằng sau chữ tơ đó, thấy không? Chi xoan chỉ của khứa khan phà, đó là tân ngữ đó. Xì chấn vẫn trang động từ viết thành. Như vậy ta sẽ dịch là động từ trước. Ông ta làm gì? Viết, viết cái gì vậy? Viết cái kết quả tính toán và cái cách nhìn nhận của mình
thành văn chương, tức là thành một bài văn luôn, vừa giải vừa bình luận thêm á, ghi chú thêm là giải toán nhưng mà có luận văn là vậy. Ông ta mới gửi đến đến đâu, ban biên tập của một cái ban biên tập của một một tạp chí ở đâu, ở Thượng Hải, tạp chí gì, khoa học ha. Vậy là ông ta gửi đến tòa soạn, tức là ban biên tập ban biên tập của tạp chí khoa học ở Thượng Hải, Shanghai Zha Zhi Shi, là tòa tòa tạp chí Thượng Hải, tòa soạn tờ, tức là tờ báo tạp chí Thượng Hải đó, nhận được cái chữ hâu là sau khi nhận được luận văn của Hoa La Căn, cảm thấy rất có lý, liền đăng vào năm 1930. Ta thấy là trai là giới từ và pha biểu là đăng bài, liền đăng bài vào năm 1930. Lúc đó mình đang ở đâu? Chơ sư hoa lúa cân tờ ti ý phen su xuế luân vẩn. Đây chính là bài luận văn toán học đầu tiên của Hoa La Căn. Dịch ngược lại vậy ha, thấy tờ dịch ngược lại. Đây là chơ sư, đây là cái gì? Sau chữ tờ dịch trước, đó là luận văn. Rồi. Khưa xuế trả chữ là tạp chí khoa học, tức là cái tên của cái tạp chí khoa học đó. Trai tang sử là thời ở ở lúc bấy giờ, tức là vào thời bấy giờ, vào lúc đó. Sư ý phân, cái chữ phân này là một quyển, trong cái phần này mình là trong câu này là quyển, một phần nó mà là quyển ha, một một quyển gì, quyển tập san rất có ảnh hưởng. Ý phân hẳn dầu dính sàng tờ khan u. Tập san là gì? Tập san là cái loại là báo luôn, nhưng mà nó đóng thành quyển và hình ảnh rất là đẹp thì người ta gọi cái đó là gì, là tập san. Và thường thì nó ra theo định kỳ là một tuần một lần, tuần hai lần, hay là tháng nửa tháng một lần tùy. Còn nhật báo là sẽ ra hàng ngày, cung cấp về những cái thông tin thời sự rồi tùm lum cái đều có, đó là nhật báo khác. Còn cái này tập san là loại có hình ảnh màu ha. Tôi thấy là thời trang nè, tiếp thị gia đình nè, thế giới phụ nữ nè, đó là những là tập san đấy. Rồi. Chân trai Tsinghua Da Xue Tan Ren Su Xue Si Chủ Ren Tờ Sủng Giao Sầu. Cả một cái cụm dài cho đến chữ Sủng Giao Sầu, từ bắt đầu từ chân trai cho đến chữ Sủng Giao Sầu là một cụm từ đi liền nhau. Nhưng mà khi dịch thì ta lại phải dịch cái từ sau chữ tơ là súng treo sổ, dịch chứ động từ là khan tạo, chớp hen vẫn trang là tân ngữ. Như vậy là cái cụm từ là trai trinh hỏa ta xuế tan rân su xuế si chủ rân, tan rân su xuế si chủ rân, tức là đảm nhiệm cái vai trò chủ nhiệm của cái khoa toán học, là cái cụm từ đi vậy đó. Tan rân su xuế si chủ rân tờ xuống treo sâu, giáo sư Súng Hùng, giáo sư Hùng là người đã đảm nhiệm là người chủ nhiệm của cái khoa toán học, đảm nhiệm gánh vác cái chất nhân chính, gánh vác cái chủ tức là đảm nhiệm cái từ tan rân mình là đảm nhiệm là chủ nhiệm của cái khoa toán học ở trường Đại học Thanh Hoa. Nhìn thấy gì? Nhìn thấy bài luận văn này. Tức là cái vị giáo sư này là ta hiểu là chủ nhiệm của cái trường gì? Trường đại học. Chủ nhiệm của một khoa thôi chứ không phải là trường nha. Hiệu trưởng khác, còn đây này, chủ nhiệm của một cái khoa về toán học của trường Đại học Thanh Hoa thôi. Chứ còn hiệu trưởng trường đó nữa là khác. Còn ở đây là hiệu trưởng ở trường đó là giám đốc rồi, còn ở đây là chỉ là trưởng trưởng của một khoa thôi. Bù Jin Jing Ya Tơ Wen kinh ngạc và hỏi: "Wo zhen ma mei ting shuo guo you hua luo geng de?" Sao tôi lại không hề nghe nói qua có cái người tên là Hoa La Căn? Ông ta là vị giáo sư của cái trường đại học nào thế? Những người xung quanh đều nói không quen biết.
这时lúc này Tsinh Hua Da Xue you wei su xue jiao yuan. Lúc này trường Đại học Thanh Hoa có một giáo viên dạy toán. Nghe nói giáo sư Hùng hỏi thăm Hoa La Căn, thăm dò Hoa La Căn, hỏi thăm Hoa La Căn, liền chạy đến nói cho giáo sư Hùng biết. Bạn học của em trai tôi quen biết cái người tên là Hoa La Căn. Có điều là ông ta không phải là giáo sư gì cả, mà là ở sư, động từ là sư, là gì vậy? Phía sau chữ tơ, ta có tân ngữ là khoai chi duyện, mà là một nhân viên kế toán trong trường trung học học Kim Đàn. Sủng treo sổ sử phân ai trải, giáo sư Hùng rất là ngưỡng mộ những người có tài, những ngưỡng mộ tài năng á. Mạng tuy, mạng cái ta có chữ tuy và chữ xua là một cặp động kết cấu giấy từ ha, là nói với ai đó, ta có chữ tuy chấm 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 xua, vậy là ta có chữ là tuy chơ quay treo sư xua, nói với vị giáo viên này. Nhưng mà chữ mạng tức là bận, bận tức là đang là rất tập trung, là hỏi cho ra lẽ vậy đó, hỏi cho ra được thông tin đó, nên là người ta thêm chữ mạng, tức là hỏi liền vậy đó. Hỏi liền hỏi thăm vị giáo viên này, nếu như thật sự là anh ta thì nhờ anh hãy, hay nhờ thầy, nhờ anh cũng được, hãy viết liền một lá thư hỏi thăm ông ta rằng có bằng lòng đến trường Đại học Thanh Hoa làm trợ lý hay không. Sau khi Hoa La Căn nhận được thư rất vui mừng, ngay lập tức là hồi thư, hồi âm á, viết thư hồi thư, rất là hồi âm hủy xin, bày tỏ rằng mong muốn, chuyên y tức là mong muốn bằng lòng ha, bằng lòng đến trường Đại học Thanh Hoa làm việc. Chiêu chơ giang, cứ như thế, cứ thế Hoa La Căn chủ chơ quải trang, tức là chống lấy cái nạn và bước vào chỗ nào, khoa chinh là động từ, phía sau chữ tơ là ta mệnh, là tân ngữ, nhớ nha cái cách dịch vậy đó, là chống lấy nạn sao, bước vào cánh cửa lớn của trường Đại học Thanh Hoa. Hoa lụa cân trai, ta có chữ trai và động từ là tang sang. Tsinh Hua Da Xue Su Xue Si là khoa toán học của trường Đại học Thanh Hoa. Tang sang là chu lý duyên, làm trợ nhân viên trợ lý. Vậy là Hoa La Căn đã làm nhân viên trợ lý cho chỗ nào? Cho khoa toán học của trường Đại học Thanh Hoa. Công việc ngày thường của ông ta là phụ trách thu phát thư tín, vừa nhận vừa phát đó. Ai gửi thì nhận, ai nhận ai gửi tới thì nhận, rồi ai cần thì gửi đi á. Rồi đánh chữ, bảo quản thủ su tư liệu. Bảo quản thủ su tư liệu là bảo quản những tư liệu, rồi sách vở cái là trong thư viện, vân vân. Tha sĩ hoan Tsinh Hua Da Xue tờ xuế sĩ hoan Tsinh hở phân phu là chẳng su. Ông ta yêu thích, sĩ hoan là yêu thích cái gì? Phía sau chữ tơ đó là xuế sĩ hoan Tsinh là tân ngữ, và phía sau chữ tơ nữa là chẳng su, tức là ông ta yêu thích cái môi trường học tập và cái kho cất giữ sách phong phú của đâu, của trường Đại học Thanh Hoa đó. Yêu thích là hai cái điểm đó, tại vì ham học. Chỉ dùng là y nén là sử chen, chỉ dùng một năm thời gian. Chiêu bà ta xuế su xuế si tờ chuyển bu khở chẩn xuế bản là câu chữ bà, phía sau chữ bà cho đến chữ là chuyển bu khở chẩn là tân ngữ chính, là toàn bộ chương trình. Chuyển bu khở chẩn là toàn bộ chương trình, động từ là xuế ván. Vậy là sẽ dịch động từ trước, ông ta
Tức là chỉ dùng một năm thời gian thôi, ông ta đã học hết, dịch động từ trước, ông ta đã học hết toàn bộ chương trình của khoa toán học của trường đại học này. Ghê chưa? Một năm thời gian thôi, học giải hết toàn bộ toán, tức là cái người rất là đam mê. Còn ngày xưa là các em học toán không biết rằng là thế nào, giỏi không, mà toán lý hóa thì thầy chỉ ở mức trung bung trung trung bình thôi, không có khá, tức là giải được được những cái đề bình bình thường, cũng không có phải là siêu lắm, những cái đề khó quá không giải được, tại vì mất căn bản từ cấp 2, nên là đến khi học cấp 3, từ lớp 8 trở đi là học mới toán lý hóa, mới bắt đầu là sử dụng, mới bắt đầu tập trung học đó. Hồi nhỏ là mê chơi tuổi thơ Huế mê chơi, nên bắt đầu từ lớp 8 trở đi mới tập trung học nghiêm túc, nên lớp 10 thì nó bắt đầu nó bị căng, mất căn bản, còn những lớp thấp thấp là ham chơi quá, nên những cái môn tính toán đó, cái là thường là hầu như các môn đều làm biếng hết á. Thầy nói thật là hôm nay làm giáo viên, nhưng mà thực sự ngày xưa là từ cấp 1 rất làm biếng học bài, nhưng mà đến cấp 2 là lớn lớn xíu rồi bắt đầu mới 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 học bù, gọi là chăm chỉ học á, và đến khi cấp 3 trở đi là mới học siêng nhất, là học ngay học đêm, học kinh khủng luôn. Bù lại nên là nó giỏi, là giỏi ở từ cấp 3, là lớn là biết xấu hổ mới học nhiều, chứ còn nhỏ nhỏ là ham chơi lắm. Nói vậy rằng là mọi người đừng có cười nhé. À, tiếp tục là đoạn cuối này. Yǒu yǔ huā luǒ gēng de cái huá hě shēn hòu de shù xuè zhì shì, yǒ tài hoa và kiến thức toán học sâu dày của Hoa La Căn, Tsinh Hoa Đa Xuế tự lĩnh tạo, là do cái đặc biệt đó, cho nên là gì, là lãnh đạo của trường đại học Thanh Hoa, phá lệ phô cửa ta đề bạt, phá lệ tức đặc cách là đề bạt anh ta, đề bạt ông ta làm trợ giảng, không có bằng cấp gì hết trơn, nhưng mà giỏi quá, cho nên đề bạt nên làm gì, là một là ngoại lệ, là đề bạt nên làm trợ giảng luôn. Trợ giảng tức là lẽ ra làm trợ giảng toán thì phải là có bằng cấp học hành tới đến chốn, nhưng mà không, người này là không cần bằng cấp luôn, siêu hơn cả giáo viên. Hình khoai sân quỷ giảng sư, làm trợ giảng thời gian là rất nhanh được lên làm giảng viên chính. Giảng sư là giảng viên chính, sân là được lên ha, thăng cấp, chữ sân tức là được lên, thăng cấp chữ thăng á, lên chức cũng là chữ sân, chữ sân quan, thăng quan tiến chức chính là chữ thăng này này. Thăng sân quỷ giảng sư tức là được thăng lên làm giảng sư. Vài năm sau, tha bay, chữ bay này không dịch là bị mà dịch là được nha, dịch là được, ông ta được được làm gì, ông ta được gửi đến trường đại học Cambridge của nước Anh để đào tạo chuyên sâu. Và năm 1938 về nước, lúc đó là trở thành gì, trở thành chấn quỷ là động từ chính, và phía đằng sau chữ tơ trao sổ là trao sổ, chính là tân ngữ của chữ chấn quỷ. Như vậy là trở thành giáo sư của trường đại học gì, Liên Hợp Tây Nam. Lúc đó ông ta mới chỉ có 28 tuổi, giáo sư rồi, 28 tuổi, kinh khủng, giỏi không tưởng ha, một thiên tài. Chơ trai tang sử, điều này vào thời đó, trai tang sử tức là vào thời đó, Trung của chư sư chia, cái cụm từ là Trung của chư sư chia là một cụm từ giới tri thức của Trung Quốc, dịch ngược lại, chư sư chia là giới tri thức ha. Vào thời đó, giới tri thức của Trung Quốc rất hiếm gặp, hấn xảo chen, tại vì đang chiến tranh loạn lạc, cho nên là những giới tri thức giỏi rất là hiếm. Năm đó là còn chiến tranh Liên Miên, 1938. Chống sự tha cưng cha khờ khủ xế xí, từ đó ông ta lại càng càng gì, chịu khó học tập, nụ ly than sủa, cố gắng tìm tòi, nỗ lực tìm tòi,
chữ探索là tìm tòi á, đào sâu nghiên cứu đó. Cuối cùng đã trở thành chẩn quỷ, trở thành cái gì nè, ta thấy là xí sau chữ tơ, động từ là chẩn quỷ, rồi tang tang tai của cha, vai chế chu tơ, su xuế ta sư, tân ngữ chính là su xuế ta sư. Cuối cùng, trung vị là cuối cùng, đã trở thành bậc thầy về toán học kiệt xuất trong và ngoài nước lúc bấy giờ. Tang sử là lúc đó, lúc bấy giờ. Tang tai là đương đại, chứng vậy. Tang tai à, không phải tang sử, tang tai là đương đại, tức là thời đó, thời bấy giờ đó. Của nay vai, tức là trong và này ngoài, trong và nước ngoài, trong nước và nước ngoài đó. Chỉ chu là kiệt xuất, cho nên mình dịch là gì? Cuối cùng đã trở thành bậc thầy về toán học kiệt xuất trong và ngoài nước thời bây giờ. Kinh khủng không? Tức là có tiếng ở trong nước Đá Đành mà cả quốc tế là người ta cũng biết luôn, rất giỏi, rất là đáng ngưỡng mộ. Ta thấy rằng là những người kinh khủng, phải không? Còn chúng ta không có một bộ óc thiên tài, không có một cái nghị lực phi thường, bị tàn tật mà vẫn học mê, ham mê học hành như vậy. Ta không có được nghị lực phi thường đó, ta không có được cái đầu óc giỏi giang đó, nhưng mà ta có một sự nỗ lực không biết mệt mỏi, là chúng ta cũng sẽ trở thành một tiểu thiên tài nha. Thế thế mọi người ráng mà học luyện làm sao mà mài kiếm cho thật là bén đi. Hết mùa dịch một cái là chúng ta chém 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 chặt 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 ha. Ý nó là phiên dịch á, là mọi người sẽ dịch tốt. Rồi, chương trình chúng ta học đến đây là hết bài số 17. Các em hãy khóc từ bài số 17 tạm thời một hai bài, thầy kiểm tra các em, không cần học thuộc lòng. Chỉ cần các em lọc lưu loát hết bài văn bài số 17 và cả từ mới ghi hình nộp cho thầy để thầy kiểm tra là khả năng đọc của các em đọc lưu loát nha. Cần điều đó. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người.